Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã đến với kênh của Abo Đồ Chơi. Anh là Sói, hiện đang review tại Abo Đồ Chơi. Ngày hôm nay thì anh Sói sẽ giới thiệu đến các em bộ đồ chơi Chiến Xa Thần Thú phần 2. Như hôm trước anh có ra video, hôm qua anh có ra video thì anh có nói với các bạn rằng 15 tháng 9 anh sẽ có lịch chiếu phim ở trên kênh BBTV cũng như trên YouTube. Ở đó thì chính vì lý do như vậy nên là anh sẽ review trước các sản phẩm này cho các bạn xem. Thì để cho chúng ta có hiểu thể hiểu rõ được về các cái nhân vật trong Xa Thần Thú phần 2. Có hai nhân vật chính ạ. Vẫn là nhân vật của chúng ta thôi, Kingston và Lam đây ạ. Kingston là em, còn con trai tên là cái gì nhỉ? Jolan và Kingston. Đó, hai nhân vật chính của chúng ta thuộc phe thiện. Hai nhân vật phụ của chúng ta thuộc phe ác thì đó là sói, đó, sói hoang dã và hổ mang tím. Ok, thì những cái con đó thì anh sẽ review sau. Hôm nay thì anh sẽ review về cái con robot cuồng phong trước, hay là cái con cuồng phong đại bàng ở phần 1 đấy ạ. Ok, đây các cái con này thì chúng ta sẽ có cái sự khác biệt nhé. Đầu tiên là ở cái số thứ tự 20 này là cái con có thể lộn 360 độ. Còn cái con cũng màu xanh nhưng hộp bé hơn, ở trí thứ 18 120 nghìn thế nào ạ. Đó, thì có nó không lộn được 360 độ nhé. Thế nên khi chúng ta mua sản phẩm thì chúng ta phải đọc rõ là em muốn mua con Chiến Xa Thần Thú phần 2 con 20 hay là con số bao nhiêu nhé. Chúng ta đặt thêm con số thì dễ hơn, bởi vì cái này nó có cái hai dòng riêng, dòng lộn 360 độ và dòng không lộn 360 độ. Đây là hộp sản phẩm ạ. Trong sản phẩm thì anh Sói có thấy là một chúng ta có một cái con chiến xa màu xanh nước biển. Đây là và một cái túi ni lông, trong đó thì có thẻ, các cái thẻ, một thẻ. Với cái đồng xu năng lượng ở phần 2 này thì các bạn sẽ thấy nó khác biệt với đồng xu phần 1. Như hôm qua anh đã nói rồi, nó không có chân. Như nhìn này, nó phần này nó không có hai cái chân ở giữa, dẫn đến việc chơi chúng ta dễ dàng hơn. Ví dụ như có chân thì chúng ta bắt buộc phải chơi trên mặt phẳng, nếu mà nghiêng một chút như này thì cái chân nó sẽ không đứng được. Nhưng với đồng xu này thì các bạn có thể đặt nó thỏa tùy ý luôn, có thể đặt nó ngang nghiêng ngả như thế nào cũng được vì nó không cần chân, nó đứng theo một cái phẳng. Và đồng xu này thì nó sẽ là cái cung tương ứng, con xanh này là cung Bạch Dương đúng không ạ? Bạch Dương thì phải đấy, không nhớ không nhầm như vậy. Cách gấp xe của chiến dòng Chiến Xa Thần Thú phần 2 cũng rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ gập người xuống, sau đó thì gập hai cánh lại, ấn đầu xuống. Ok, vậy là chúng ta hoàn thành chiếc xe. Ở đây chúng ta cũng có các cái miếng dán đề can và hướng dẫn chơi, thì anh sẽ dán sau. Hôm nay thì anh sẽ chỉ hướng dẫn sơ qua thôi, còn khi nào về hướng dẫn chi tiết thì khi chúng ta ra phim chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé. Anh sẽ thử này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa, lộn 360 độ về đây. Hoặc cách chơi này cũng rất là tiện, đấy là lia đồng xu. Chúng ta có thể lia đồng xu cho nó ăn. Hôm qua anh vừa chơi được không? Đó, tức là nó sẽ dễ đẩy hơn, các bạn hiểu không ạ? Vì đồng xu này nó không có cái chân trụ đứng giữa. Khi nó biến hình thì đây, chiếc xe này chạy rất là bon. Anh hiểu chưa? Ấn đầu xuống. Chiếc xe chạy rất là bon. Chơi không ở chiếc xe thôi cũng rất là thích. Ok, thử lại một lần nữa chúng ta sẽ xem. Từ khi chuẩn. Đó, độ 360 độ rất là đẹp mắt. Đó, còn có cái miếng dán đề can và cái tờ giấy hướng dẫn thì anh chưa dán vội. Đó, anh sẽ để dành cho các video chi tiết chi tiết hơn về sau. Đây là cái video giới thiệu về robot robot cuồng phong, sản phẩm Chiến Xa Thần Thú phần 2 của Sói tại Apple Đồ Chơi. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.